Yo, hello nha, chào mọi người nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ bá đạo mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của game Poker Tài Chính, mình đây, từ từ bá đạo bạn nào. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, trước vào video cho anh em xem video phải like, share, thay đăng kênh đăng ký nó phải mình xin nhiều ạ. Quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta cùng nhau đến BS 36 anh em, quên 101036 anh em, đến với con nạc xin các bạn, con nạc top 1 server với tổng lực chiến lên đến 20 củ. Uầy, đua đồng thời với tôi anh em, đua cách tôi có mấy server thôi. Em tôi nó cày chăm quá. Hôm nay em nó mới lên được con hộ ô bá chủ. Đấy, em tôi test luôn anh em. Bảo tôi bứa rồi. Hôm nay bắt đầu mới cầm được ạc test các bạn. Do bứa là chưa lên được hộ ô. Bố ba tôi bảo là lâu rồi cái ạc cho anh cái ạc phát thì nó là đợi em lên hộ ô bá chủ test luôn. Hôm nay cầm hộ ô bá chủ đi với quên lộn, sorry anh em. Thần gió bá chủ lộn. Sorry, thần gió bá chủ anh em nói lộn lại hộ ô. Hộ ô em nó lên Diamax cộng hưởng Diamax rồi anh em. Con hộ ô giờ 11 cổ được chiến anh em. Gắt thật sự luôn các bạn. Mắt khủng luôn nhưng mà không nói anh em. Hôm nay thì chắc test bộ đôi nhỉ. Thấy trái mà test như này này, 14 củ. Uầy. Cháu thần gió bá chủ chỉ có 3 triệu thôi anh em. 19 ca tốc trong khi cháu đã uầy 50 ca tốc các bạn. Ghét quá. Nhìn khét quá. Hôm nay thì chúng ta sẽ đại chiến thế giới anh em nhá. Cầm bộ ra đi đại chiến thế giới. Xem nào, từ từ anh em. Tình báo. Đâu nhỉ, thấy em bảo là có gặp cả Tabucoco bá chủ đâu ta. Các bạn là không sợ gì hết, cứ cầm đi oánh thôi. Tí gặp có gặp Tabucoco. À đây anh em, tầng này gặp Tabucoco bá chủ thì kẹp theo con đấy. Ok, nay đại chiến khu vực này anh em nhá. Thực tế thì ạc này cầm mình hộ ô cũng ăn rồi anh em, nhưng cầm thần gió đi cho nó vui nhà vui cửa thôi. Sợ ông chả đến lượt đánh các bạn. Ra trận chỉ số của hộ ô anh em 82k speed các bạn. Ui rồi ôi. Chỗ này có 29k anh em vào đây phải muối ạ. Ừ cũng bút được đấy anh em. Ừ cũng bút được này. Đùa đâu các bạn. Bớt giỡn đi anh em, cũng bút rồi đấy. Ôi giời ơi. Hộ ô. Mấy. Đại chiến thế giới anh em với hộ ô đi mát cộng hưởng. Trời ơi. Thứ nào chịu cho lổn em, tìm điện cũng không có giá trị các bạn. Đó, tìm điện cũng không có giá trị luôn anh em. Úi giời ơi. Lại khâu, bài màu. Quá gắt thề. Em đã check ngạc từ sáng rồi, sáng nay thì tôi đi huấn luyện, tôi vẫn bảo anh em bên đây thì tôi đang huấn luyện dân quân anh em nhé. Thành ra tôi chỉ có dành buổi sáng và buổi tối thôi. Trưa thì có một tiếng nữa nghỉ ngơi, thành ra nó cũng không trả lời tin nhắn của anh em nhiều. Nếu bạn nào nhắn tin thì không trả lời được thông cảm nhé. Tối về thì lại bắt đầu sẽ up công việc cho hai kênh, thành ra là nó cũng hơi bừa bộn tí nên là các bạn thông cảm. Nói chung là anh em thông cảm thời gian này của tôi. Đấy, các bạn nào có nhắn tin mà tôi không trả lời được thì vui lòng thông cảm. Vui vẻ không quạo anh em. Quay nhưng mà thề xem con hô nào đánh. Giá man nhờ. Uầy. Quánh một lúc anh em lên một chỉ số cho nó sau khi vùng vấy một lúc các bạn, bút các kiểu lên được 106k speed, crit lên được 262k nhưng mà trong đấy đam lên được 740k anh em, mà con này đánh đam nhá. Quá khét. Khét lẹt luôn anh em. Mình cho nó cân được đâu anh em, 11 triệu. Ôi team đây mới có bao nhiêu? 16 triệu các bạn. Trong khi ô giờ 11 triệu rồi. Đây anh em. Ôi giời ơi luôn ạ. Sắp tới lực chiến của cháu nó chắc nên là một củ đấy anh em ạ. Đấy, lực chiến cháu nó sắp mấy bữa nữa là chắc lên được một củ các bạn. Ui giời ơi. Ulova. Này đây thì Ulova anh em. Úi giời, hô ô đội bạn. Hô ô đội bạn. Úi giời ơi. Bay màu. Hề xem đánh, nhưng mà đánh hàng này khoái nhá. Tôi không thích, nó thật cá nhân tôi không hề khoái hô ô cho lắm, nhưng mà đánh hàng này tự nhiên tôi nghiện anh em. Đánh hàng này tự nhiên tôi mê các bạn, bị nghiện. Nào. Cho quái vật đồng đất ra luôn anh em, 19 cổ, quánh luôn thế này đi các bạn. Đây, gặp team Tabu đây. Tabucoco. Hình như Tabucoco cộng hưởng thì phải. Đúng rồi anh em, Tabucoco cộng hưởng nha. Bục phát này. Cái gì càng đấy. Càng đấy. Hết đấy. Bạn này kinh rồi. Úi dồi ôi, nhất bạn luôn. Bạn là nhất. Nhất bạn luôn ạ. Úi dồi ôi, Tabucoco. Ủa nó xiên phát con hồ thì mình mất khiên luôn anh em. Cũng càng đấy. Mà vẫn xử được anh em. Bảy màu thần gió rồi. Căng thẳng ấy nhờ. Đúng mình hô cân kèo anh em. Đúng như em tối nói, mình hô là cân kèo rồi.
Thế thôi, chúng ta lại bỏ thần gió ra anh em, cho hô lên thôi. Như bộ đồ này cho nó vui. Xem là có Lugia không. Cho Lugia vào đẹp đấy. À khỏi, cầm Victini theo anh em. Thề cầm Victini theo, nó bốc thêm 50% sát thương các bạn. Cho hô đánh cho sướng. Ừ, hợp lý. Vì hô ra trận quên Victini ra trận nó bốc toàn bộ mà anh em. Hỏi bốc gì riêng một con nào hết. Một kin. Bốc phát nào. Úi giời, thổ phát nữa. Môi trường lên. Úi giời, 110k. Ôi trời ơi. Thứ nào chịu cho lổn em. Đánh kiểu dã man luôn các bạn. Đánh kiểu dã man luôn. Ôi giời, quá khủng khiếp các bạn. Tôi gọi là quá khủng khiếp luôn đi ạ. Trời ơi. Không cần bàn, bàn ngựa bàn xuôi gì anh em. Quá khủng khiếp. Trời ơi. Tôi đánh anh em đánh xong tôi ra review à. Quên mất đầu vào đầu video review. Nghiền quá, vào đánh nghiền quá. Nãy tôi làm ván rồi tôi mới quay anh em coi. Xem nghiền quá, lâu lâu cầm mấy hạt tốt. Ừ. Không biết anh em có thích cái series review hạt tốt này không nhỉ. Anh em chắc là đợi tôi một xíu rồi. Ván này để tôi bỏ qua anh em. Rồi các bạn đợi tôi xíu. Ok các bạn, sorry anh em xíu. Vâng, xong màn 3 tiếp tục anh em. Xem nào. Chiến luôn anh em xem làm gì. Thấy em tôi bảo là cân kèo thì cũng bảo chiến luôn các bạn, khỏi xem nhá. Khỏi xem luôn anh em, cân kèo luôn ạ. Ra trận nào. Thẻ con hồ, ôi. Bộ đôi khiên ạ. Ăn nổ miễn. Uầy. Mất đấy rồi anh em, mất đồ tải của đấy rồi anh em. Mất bộ ấy rồi. Con kiếm của đội bạn thì không nhầm là tôi nếu theo nhìn tôi nhìn không nhầm là có mang bộ hô anh em nhá. Rồi. Cái trận này là phải pick lại này. Mưa tôi đòi sắp nhầm. Từ để tôi check lại anh em. Từ anh em bây giờ phải check lại. Ê cha nữa thì phải. Phải cầm tem này anh em, nguyên tem nữa. Chắc tem này anh em. Quánh bên này trước đi. Mình bác 23 triệu được chiến này chưa anh em. Ra trận nào. Ok ra trận nào. Unte. Úi dồi. Nó bị cái nội tại đốt lửa anh em. Tụt máu thôi nhìn là thấy phê rồi anh em. Đến đời Hechan này. Úi chà. Bụt thêm các bạn. Bây giờ nhìn đội bạn tụt máu thôi nhìn là thấy. Úi dồi đấy anh em. Mỗi lượt tụt máu thôi là nhìn nó đủ thốn rồi các bạn. Chứ chưa cần phải nó đánh đấm hay gì các bạn nhé. Nhìn mấy cháu nó tụt máu thôi là đủ thấy thốn rồi. Rồi hẹo luôn. Nhìn thấy các bạn hẹo luôn mà. Nhìn thấy anh em tụt máu thôi là cắt hẹo luôn rồi. Vì thứ nào chịu cho lỗi anh em. Thứ nào chịu cho lỗi ạ. Vâng quá căng các bạn. Rồi ulti. Bay màu chắc chắn rồi anh em. Điều đó đều chắc chắn rồi. Ok, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đánh với bộ đôi khiên kiếm các bạn. Xem được quan được không các bạn nha. Uầy, đụng đô này mới gọi là tuyệt thế anh em. Win được mới là đỉnh nha. Win được mới gọi là chất các bạn. Thôi, hết win. Nhìn tầm mà cứ còn mình hộ ô là khó nói lắm các bạn. Nhìn tầm mà còn mình hộ thì là khó nói đó các bạn. Chắc nó còn bút hy sinh mà. Lần này có vẻ khác hơn lần này anh em. Vâng, vừa nói rất lời cũng toang luôn rồi các bạn. Ở tình về anh em, đánh đến thế thôi. Tôi nghĩ thế cũng là quá đỉnh rồi các bạn, check qua con nàng nhá. Đây lâu lắm rồi không vào đây các bạn đây. Lâu lắm rồi không vào, check lại cho anh em xem. Hiện tại là có BY Ulova. Ui. Con Ulova của em tôi nó bằng ui còn chỉ số nó còn trên kèo con nàng của tôi luôn anh em. Hiện tại 23k speed bên của tôi như là mới được mười mấy k ấy, xem nào cho hô anh em.
Xem nào anh em, xem cháu hộ ô nào. Ô, mới level 6 đó à? Thế lên cho nào ta? Lên cho nào vậy trời? Ô kìa. Ok các bạn. Thôi cũng chịu anh em, check qua nào. 12 ô chưa? 12 ô rồi các bạn. Đây anh em, trụ thần rồi. Trụ thần sen đỏ rồi, bữa thấy bảo lên rồi nên luôn anh em. Gen pool rồi à? Chưa anh em, bên đầu chưa pool. Xịn xòa, vòng tay Z nào. Còn hai cái cuối anh em. Roto thì 36 rồi nhá. Ok, nói chung thì năm ngày dạo chơi con nạc S36 thôi anh em. Clip kết thúc ở đây, hẹn gặp anh em ở clip theo. Cảm ơn các bạn đã dõi theo video kênh Trong Tử Bà Đạo rất nhiều. Giờ thì bye bye.